Rồi, chúng ta học cái công thức này rất là quen thuộc rồi, đó là công thức nghị thức Newton. A cộng B tất cả mũ N bằng sigma NK bằng 0 của CKN nhân A mũ N trừ K nhân B mũ K. Ở trong phần này thì thầy muốn giải thích cho các bạn cái công thức này, vì sao nó lại có theo cái ngôn ngữ mà theo thầy là nó sẽ rất dễ hiểu, rất dễ hiểu. Rồi, bây giờ các bạn quan sát nhé, bây giờ các em nhìn thấy cái dấu sigma là các em đã thấy sợ rồi, đúng không? Thì bây giờ thay vì sigma thì các em cứ cho K từ 0 đến N thôi. Với K bằng 0 thì các em có C0N nhân với cả A mũ N trừ 0, A mũ N nhân B mũ 0, B mũ 0 là 1 rồi. Cộng với C1N nhân A mũ N trừ 1 nhân B. Cộng với C2N nhân A mũ N trừ 2 nhân B bình. Cộng C3N, A mũ N trừ 3, B mũ 3, cộng chấm chấm chấm. Cộng với CNL, A mũ N trừ L là A mũ 0 thì bằng 1, B mũ N. Rồi, viết này thì nó sẽ dễ nhìn và đơn giản hơn. Thầy sẽ cố gắng để giải thích, làm rõ cho các bạn biết được cái công thức này sâu bản chất, đúng không? Lúc này thì các em sẽ hiểu sâu bản chất. Rồi để mà hiểu đơn giản nhất công thức này thì chúng ta cùng nhau thử nhá. Các em đều biết A cộng B tức là bình phương, A cộng B tức là 3, A cộng B tức là 4 rồi. Bây giờ chúng ta thử làm một cái câu hỏi nó đơn giản này thôi. Đó là thầy yêu cầu các bạn khai triển cái A cộng B tất cả mũ 5. Nào, xin mời cả lớp. Thầy yêu cầu lớp mình khai triển A cộng B tất cả mũ 5. Thì ở hồi cấp 2 ấy, theo cái ngôn ngữ đơn sơ nhất mà các em học từ hồi lớp 6, khi các em muốn khai triển ra thì các em viết ra, sau các em nhân bung bét hết lại đi, nhân phá bung tất cả dấu ngoặc ra, đúng không? Các em mở tất cả dấu ngoặc ra. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện khai triển nhá. Nào, A cộng B tất cả mũ 5 thì tất nhiên nó bằng A cộng B nhân 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 lại với nhau, tất cả này nhân lại với nhau. Thì bình thường để mà các em tạo ra các cái hệ số ấy, các cái số hạng trong cái khai triển này ấy, thì các em lấy anh này nhân anh này nhân anh này, tức là các em chọn ra một thành viên trong hai thành viên này, từng thành viên này nhân lại với nhau, có 5 cái nhân lại với nhau, đúng không? Lúc là các em có thể dễ hiểu nhất là như này này, để mà phá bung cái này ra ấy thì các em hãy tưởng tượng như mỗi cái mở ngoặc đóng ngoặc này là một gia đình. Thầy sẽ viết thêm cái mãi nhà ở đây cho nó ấm cúng này. Đó, đây là một gia đình, mỗi cái mở ngoặc đóng ngoặc này là một gia đình. Hãy tưởng tượng như vậy nhá. Hãy tưởng tượng mỗi cái mở ngoặc đóng ngoặc này là một gia đình. Được chưa? Đấy, mỗi cái mở ngoặc đóng ngoặc này là gia đình. Và mỗi gia đình này đều có hai thành viên là AB, 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 AB. Mỗi gia đình này đều có hai thành viên AB. Để mà các em phá bung nó ra ấy thì các em phải lấy, tức là mỗi gia đình các em chọn ra một đại diện. Ví dụ, thầy lấy ví dụ này. Gia đình này em chọn ra đại diện là A. Gia đình này thì các em chọn đại diện là A. Gia đình này các em chọn đại diện là B. Gia đình này các em chọn đại diện là B và gia đình này các em chọn đại diện là A. Thầy lấy ví dụ thế. Thì mỗi lần các em chọn xong như vậy, các em kết hợp tức là các em nhân tất cả các đại diện này lại với nhau. Được chưa? Nhân tất cả, tức là các em cho họ đi hát karaoke nhỉ, chung 5 người này cùng vào một phòng, cứ như vậy thôi. Thì các em sẽ có được một cái số hạng, đó là A nhân A nhân với B nhân B nha, tức là A mũ 3 nhân B bình phương. Được chưa? Lớp mình hiểu bài không? Như vậy nếu mà các em lấy tất cả các cái đại diện, tức là các cái số hạng mà có thể có, ví dụ nhá, thầy lấy thêm một cái trường nữa là các em sẽ hiểu này. Gia đình này thì chọn đại diện là B, gia đình này thì chọn A, gia đình này chọn B, gia đình này chọn B, gia đình này chọn A, ví dụ thế. Thì các em sẽ có được là A bình nhân B mũ 3. Nếu mà gia đình này thì chọn là A, gia đình này chọn B, gia đình này chọn A, gia đình này chọn B, gia đình này chọn A, thì thầy vẫn có số hạng là nhân lại với nhau thì vẫn A mũ A B bình phương, là giống với số hạng bên trên này. Tóm lại tất cả các số hạng mà có thể có, mà khi mà các em phá bung bét nó ra ấy, mà tất cả các số hạng có thể có, đó là A mũ 5, chưa biết hệ số bao nhiêu nhá. Đó, cộng với, à không, đã biết hệ số bao nhiêu rồi mà ghi dấu cộng nhỉ. A mũ 5 thầy viết các cái, đây nhá, A mũ 4B này, được chưa? Các em thấy này, tức là các em thấy nếu 5 cái này nhân với nhau thì tất nhiên nó phải ra một cái đơn thức bậc 5. Thì thầy sẽ viết làm sao cho cái bậc của A nó giảm dần nhá. Bậc A mũ 5 thì B mũ 0, A mũ 4 thì B mũ 1, nó cái đơn thức bậc 5. Tại vì các em lấy có 5 gia đình mà, mỗi gia đình chọn một thành viên nhân với nhau thì sẽ tạo một cái bậc 5, đúng không em? Thì là A mũ 3B bình, A mũ 4B và B mũ 5, được chưa? Rồi bây giờ các em nghe này. Thì các bạn muốn biết là khi mà các em thực hiện cái thao tác như vậy, thầy lấy ví dụ cái A mũ 3B bình thì có bao nhiêu cái đại diện mà khi các em tạo ra là A mũ 3B bình. Thì muốn tạo ra mũ 3B bình ấy thì phải có hai gia đình là B và có ba gia đình lấy ra đại diện là A. Thế để mà cách chọn ra A mũ 3B bình là gì? Thầy sẽ chọn ra hai ngôi nhà trong 5 ngôi nhà này để thầy lấy đại diện B ra.
Thầy sẽ chọn ra hai ngôi nhà cho 5 ngôi nhà đúng không? Có 5 ngôi nhà đúng không? Thầy chọn ra hai nhà để lấy đại diện B thì đó là C25. Thì ba nhà còn lại bắt buộc phải là A thì mới tạo ra một AB bình. Vậy hệ số của AB bình là C25. Tiếp tục này, đến lượt A mũ 4B này, tức là A có 4 lần xuất hiện, B có 1 lần xuất hiện. Thì thầy sẽ chọn ra một ngôi nhà trong 5 ngôi nhà này để cho thằng B làm đại diện. 4 ngôi nhà còn lại bắt buộc phải là A thì cái này là C15. Đến lượt B mũ 5 nhé. B mũ 5 thì cả 5 ngôi nhà này đều là B. Thì bắt buộc cả có một trường duy nhất thôi. Thầy chọn được cả 5 ngôi nhà này. 5 ngôi nhà và thầy chọn cả 5 ngôi nhà này là B. C55. Thầy lấy thằng B để chọn đúng không? Đấy, số hạng là nó lộ ra đấy. Đến lượt A mũ 4B này. A mũ 4B. À đây, xin các bạn. Đây là A mũ 4B đâu? Nhầm rồi. Đây là AB mũ 4 chứ. AB mũ 4 nhầm. Thì thầy phải có chọn 4 ngôi nhà để lấy B đại diện. Ngôi nhà còn lại phải là A, C45, xin lỗi các bạn nhé. Đây là AB mũ 4 nhé. Còn A mũ 4B thì có 5 ngôi nhà, thầy chọn ra một ngôi nhà để thầy lấy B đại diện. 4 nhà còn lại là A đại diện. Như vậy nó là C15. Cuối cùng, A mũ 5 thì sao? A mũ 5 thì có 5 ngôi nhà, thì không có ngôi nhà nào đại diện của anh B cả. Thì nó là C, không ngôi nhà nào được chọn cả. Cho 5 ngôi nhà thì là C05, C05 thì bằng 1 luôn. Đó, thì đây là khai triển của A cộng B mũ 5. Các em có thể hình dung ra như vậy. Và với cái tư duy như vậy, với cái tư duy như thế này thì chúng ta sẽ có được A cộng B tất cả mũ N ấy thì bằng A cộng B nhân chấm 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 nhân với A cộng B, N cái tích A cộng B nhân với nhau. Thì ở đây các bạn sẽ có N ngôi nhà, có L ngôi nhà tất cả. N ngôi nhà. Đúng không? Và với cái việc mà các em có L ngôi nhà này nhân với nhau, N ngôi nhà nhân với nhau này, thì chắc chắn là khi các em lấy ra đại diện các ngôi nhà để các em nhân với nhau thì các em sẽ tạo ra các cái đơn thức bậc là bậc L. Và đơn thức minh họa của thầy sẽ là A số hạng tổng quát số mũ của A thì gọi là A mũ N trừ K đi, thì B của chúng ta phải mũ K, tổng lại là mũ L, tổng lại là một đơn thức bậc L, đúng không? Thì B mũ K tức là sao? Thì thầy sẽ chọn ra K ngôi nhà trong N ngôi nhà này để thầy lấy ra đại diện là anh B, đó là CKN. Và tất cả N trừ K ngôi nhà còn lại lấy ra đại diện anh A. Thì đây là cái số hạng tổng quát của chúng ta. Và với K chạy từ 0 đến N thì ta sẽ có công thức của chúng ta là sigma N K bằng 0 của CKN A mũ N trừ K B mũ K. Thì đây là lý giải tại sao mà chúng ta có cái công thức này. Đây là cách mà chúng ta có thể giải thích công thức một cách trọn vẹn. Được chưa? Đó, thì đây là cái cách chúng ta giải thích công thức. Các bạn hiểu bài không? Đây là cái cách mà chúng ta giải thích công thức. Được chưa? Đó. Ok nhá. Hiểu bài không các em? Nhá. Đó. Thì với cái ý hiểu đấy thì các bạn cũng có thể giải thích được rất nhiều cái thứ khác nhau. Đây, cái gì theo thầy nghĩ là tốt nhất là học cái gì thì học, các bạn cũng phải nắm được cái bản chất. Đấy, nắm được cái sâu xa bản chất này thì các em sẽ hiểu sâu hơn, chứ không phải là các em học vẹt một cái công thức trong sách giáo khoa. Như thế thì cũng được thôi, nhưng nếu các em hiểu sâu bản chất thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều trong quá trình là các em thứ nhất là các em tạo ra cái sự hứng khởi trong quá trình các em làm bài hơn, và thứ hai là các bạn đã nắm được, tức là nắm được đằng chuỗi, giống như kiểu các em sử dụng một cái dao thì các em để sử dụng nhuần nhuyễn nó thì các em phải nắm đằng chuôi đúng không, chứ các em không thể cầm ở giữa giữa để các em sử dụng nhuần nhuyễn nó được, đúng không? Các em nắm đằng chuôi thì các em phải nắm sâu được cái công thức nhá.